mấy ông bảo là lấu cho lợn ăn đấy, và lúc mưa đã có man đấy. Sau rồi mấy ông nhà chùa A Di Đà Phật, không có người như tôi sau này làm sao có đồ ăn được. Tôi lấu bằng trái tim và con người đây này, và tôi chia sẻ giá trị này cho mọi người này. Mà tại sao ông nói cho tôi là lấu cho heo ăn? Các bạn phải hiểu được, thế là đón quốc hồn, món nghìn lắm của dân tộc chúng ta được Hưng Ba Ba hồi lại cho các bạn, để các bạn làm món này để nấu cho bố mẹ mình ăn, để nấu cho vợ mình ăn, để nấu cho chồng mình ăn, để nấu làm sao để nấu cho cả nhà ăn, để nấu cho cả làng ăn, để khi cả nhà ta mở tiệc có ra, người ta có món này, ta thêm vào menu. Và tôi sinh ra tôi có hàng triệu món ăn, món Thái, món Trung, món Đức, món Việt Nam. Đây là những cái này, video này là chia sẻ cho các bạn đây này. Bạn nhà hành nhà gừng tỏi này, cho con cá tanh ấy là phải hành gừng tỏi thôi. Cảm ơn đây, cả thêm cá này, lấy thêm cái cháo đây. Các bạn nhớ cho ớt vào nhá. Đấy nào, bây giờ lên làm em. Ba chỉ này, ba chỉ sang lên. Món dân tộc ấy là chúng ta phải nhớ là mắm tôm mình ngon này. Mắm tôm xào lên nó có độ thơm riêng. Khi xào mắm tôm này, ta phải cho mẻ sống trong nghệ. Nhiều người không biết mẻ sống trong nghệ tại sao nó vàng như này. Rồi chúng ta cho miếng cà chua vào. Thấy chưa? Cà tím này. Cái ở đây có mẻ kìa, rồi ta cho cà tím vào, cái sống luôn như này cũng được không sao. Để càng chát càng không phải trần chiên rất. Ở đây nó có chua rồi, ta cho cả tím vào không sao hết, nó không thâm được. Không cần phải chiên được ngâm nước gì hết. Và cái độ chát của cả tím ấy nó lên cái vị của nó mới ngon được. Độ chát của cả tím này nó làm không tanh được. Đây có là mất màu đâu. Có phải là các bạn rau muống và luộc lên cho các bạn cho chanh vào không? Nhìn màu không? Ở đây nó có màu sắc rồi, nó có độ chua của mẻ rồi, có độ chua này rồi. Thì tôi cho cà tím là sao nó vẫn màu được, làm sao thơm được. Cái độ chát cà tím cùng với độ cá thì nó làm sao? Nó làm không tanh được. Độ mặn thì ta lấy bằng này, lên một lo này, mắm này, đường cho vừa thôi này, mới chính cho lửa thì thôi. À nhớ các bạn này, đi phải có tiêu xanh này, ăn xong rồi này là tê tê cay cay này. Đấy nhìn này, ngon không? Cá bung cả tím, đi ba đồng quyền bằng móc đít mưa mình. Hay như này không học, xong rồi chê người ta lấu cho lợn ăn. Hôm nay bựa luôn, trả lời tất cả câu hỏi chân phan. Ai hỏi gì trả lời luôn. Bạn thắng tôi được, bạn khen tôi được, và tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của bạn. Món này là anh ta đã làm là món nào? Quốc hồn tư tí. Cá bung cả tím, món quốc hồn, quốc quý dân tộc. Món này món nghìn năm của các cụ, được Hưng Ba Ba trở lại phiên bản 2000 bao nhiêu? 24, 25. Món chắc xong rồi. Ta trần cá và cho ít muối vào và cho ít mẻ nghệ vào. Mẻ sống trong nghệ đều quan trọng. Và ta cho ít rượu trắng vào. Cá tan vào tanh mắt. Quan trọng nhớ là giữ cái độ ngọt của cá mới là ngon. Đây cá này, nước sôi căng cho cá vào. Cá bây giờ nấu mà chiên lên thì làm sao ngon được. Và bạn sẽ mới làm cho cá và cho chiên nó mới làm. Cho cá vào chiên nó mới hết vị cá. Cái độ ngọt của cá mới là độ tinh túy của đất trời và thiên nhiên. Nghe chưa? Đây nhìn này ngon chưa? Ăn nó đồ ngày đồ béo này. Đây, cá tím cắt ra làm luôn coi thơm đâu. Bạn để có thâm đâu. Như này. Trong món ăn đó là xem xong đây, nó là sự kết hợp tinh hoa đất trời và thiên nhiên. Còn anh em yêu quý vừa lâu á. Đây tôi đã xong nha các bạn nha. Đây. Ngon như thế này, nấu bằng lửa dầu như thế này, bán cho bà con có 500k. Đấy mà nó nói mới là cho lợn ăn. Báo thật. Cái này 6 bình ăn. Đấy.
có tôi thừa án nuôi rồng vàng này, ngồi rồng vàng này, tiếp khách lịch sự như này. Mà ông ấy lộ bảo tôi nấu cho lợn ăn.